Thưa quý vị và các bạn, tiến trình vận động bầu cử tại Mỹ lại sôi động trở lại sau khi bị gián đoạn do ảnh hưởng của siêu bão Sandy. Cả Tổng thống Barack Obama của Đảng Dân Chủ và đại diện Đảng Cộng Hòa Mitt Romney đều đang cố gắng tranh thủ 3 ngày còn lại để thuyết phục các cử tri tại những bang quan trọng nhất. Về phần các cử tri, rất nhiều người đã chọn đi bỏ phiếu sớm sau khi quyết định lựa chọn của mình. Hôm qua, ngày 2 tháng 11, cả đương kim Tổng thống Barack Obama và đối thủ Mitt Romney đã một lần nữa có chuyến vận động tranh cử tại bang quan trọng Ohio. Chủ đề được ông Obama khai thác trong chuyến vận động lần này là nhấn mạnh sự khác biệt trong quan điểm giữa ông với đối thủ Romney về ngành sản xuất ô tô, vốn là ngành trọng điểm của bang Ohio. Ông Obama nhấn mạnh các nỗ lực mà chính phủ Mỹ đã thực hiện nhằm cứu ngành công nghiệp này, đồng thời chỉ trích chủ trương để mặc các tập đoàn sản xuất ô tô vật lộn với khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế của cựu thống đốc Romney. Tôi biết ông Romney sẽ gặp khó khăn ở Ohio bởi vì ông ấy là người phản đối việc cứu ngành sản xuất ô tô. Một lợi thế khác của ông Obama là việc các số liệu mới công bố sáng ngày 2 tháng 11 cho thấy thị trường lao động Mỹ đã có những chuyển biến tích cực trong tháng 10. Cụ thể, số việc làm mới được tạo ra đạt mức cao nhất trong 8 tháng trở lại đây. Thông tin việc làm được công bố vào giai đoạn nước rút hiện nay được cho là cơ hội để ông Obama vượt lên khỏi thế đuổi bám sít sao với đối thủ Romney. Tuy nhiên, ông Romney cho rằng những chuyển biến trên thị trường lao động chưa đủ để nước Mỹ thoát khỏi giai đoạn trì trệ hiện nay. Tỷ lệ thất nghiệp hiện vẫn là 7,9%, cao hơn so với thời điểm ông Obama nhậm chức. Thế mà ông ấy đã hứa sẽ giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống còn 5,2%. So với cam kết của ông ấy, nước Mỹ vẫn còn thiếu 9 triệu việc làm nữa. Còn 3 ngày nữa là cuộc bầu cử quan trọng tại Mỹ sẽ chính thức diễn ra, nhưng tính đến nay đã có rất đông cử tri ở tất cả 50 bang đi bỏ phiếu sớm. Giới phân tích dự báo, số lượng cử tri bầu cử sớm năm nay có thể lên tới mức kỷ lục từ 35-40%. Chiến lược khuyến khích cử tri đi bầu sớm đã từng góp phần đem lại chiến thắng cho ông Obama trong năm 2008. Và năm nay, ước tính có tới 42% cử tri đi bầu sớm cho biết sẽ bỏ phiếu cho ông Obama so với 35% ủng hộ ông Romney. Các cộng đồng thiểu số, trong đó có người Việt Nam tại Mỹ, đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống chính trị của nước sở tại. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Mỹ về quan điểm của cử tri Việt Nam trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống xứ sở cờ hoa đang cận kề. Trung tâm thương mại Eden ở bang Virginia được coi là trái tim của cộng đồng người Mỹ gốc Việt vùng thủ đô Washington DC với gần 100.000 người trong tổng số hơn 1,7 triệu người Việt đang sống ở Mỹ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại trung tâm Eden này thì cách đây ít ngày thôi, các ứng cử viên chạy đua vào Quốc hội Mỹ cũng đã tới đây để tranh cử. Và cách đây vài tháng thì hai trong số 5 người con trai của ông Mitt Romney cũng tới đây để vận động các cử tri gốc Việt bỏ phiếu cho cha của mình. Rõ ràng là đối với những người Việt sinh sống tại vùng Washington DC nói riêng và người Việt Nam tại Mỹ nói chung thì họ không chỉ quan tâm tới việc làm ăn kinh tế buôn bán nữa, mà họ hiểu rằng quan tâm tới đời sống chính trị của Mỹ, tham gia bỏ phiếu cũng chính là một trong những việc có thể giúp cho họ đời sống của họ, kinh tế, việc làm và an sinh xã hội cũng như giáo dục của con em mình sẽ được chú ý hơn theo đúng những mong muốn của họ. Tôi nghĩ là Tổng thống Obama, bởi vì điểm thuyết phục nơi ông ấy, bởi vì có thể là dân Việt Nam mình được nhiều quyền lợi. Như Tổng thống Obama đã hứa rất là nhiều, nhưng mà thật sự ông cũng làm không được. Đó là cái điều tôi đáng tiếc. Ông Tổng thống Obama rất là người có tài, chứ không phải không, nhưng mà tôi không biết vì lý do gì mà ông không làm được. Thì ông Obama sẽ có nhiều cái quyền lợi hơn đối với em, thì có thể là em chọn Obama. Obama nói là 100% người đi làm. Ok. Khi lấy 98% là người trung lưu với người nghèo, 2% là người giàu. Ông lấy thuế từ 2% người giàu đó, ông bớt cho 98% người trung lưu với người nghèo này. Thì nghe thì có lý, nói là tôi lấy từ người tiền người giàu tôi đưa cho người nghèo. Nhưng mà mấy người không có hiểu là 2% người giàu đó tạo 1/4 việc làm cho nước Mỹ. Ohio. Cách cảm nhận bỏ phiếu với Việt Nam nó khác tùy người và tùy giai đoạn. Thì có một số khác biệt là trong giai đoạn đầu đó, thì những người Việt Nam sang đây họ coi họ là người Việt Nam nhiều hơn
thành họ biểu phiếu theo cái ảnh hưởng của quá khứ của họ. Thì họ cứ đổ tội là dân chủ thì phản chiến, thành ra họ cứ thường bỏ phiếu cho Cộng hòa. Thứ hai đó là những cái thành phần mà tham dự cuộc tuyển cử ở Mỹ nó cũng thay đổi. Không phải là những người già nữa, mà những đứa trẻ nó lớn lên đây. Khi nó lớn lên ở đây thì nó coi nó là Mỹ hơn là Việt Nam. Thì nó bỏ phiếu theo cái hiện tại của nó. Thế thì trong những thành phần trẻ mà tôi nói đó, là họ không nhất quyết phải không ảnh hưởng đến đi quá khứ nữa, họ lo hiện tại thì họ bỏ phiếu theo quyền lợi của họ. Ngoài ra đó cũng có thể là vấn đề ý thức hệ cũng quan trọng. Thí dụ như gia đình nào họ theo đạo Thiên Chúa giáo mà một cách nghĩa là cực đoan đó, thì họ không thích cái loại chẳng hạn như là đồng tình luyến ái hoặc là vấn đề ly dị, cho phép ly dị như là chính phủ cho phép, thì họ lại bỏ phiếu cho bên Cộng hòa. Thì thưa giáo sư có thấy rằng là chúng ta đang đi theo một cái chiều hướng tốt, tức là người Việt ở Mỹ người ta quan tâm tới cái đời sống chính trị nhiều hơn, và điều đó có tốt cho cộng đồng hay không ạ? Cái đó thì đúng nhất, bởi vì mình ở đây đó thì mình phải bỏ phiếu theo cái quyền lợi của mình chứ. Cứ bỏ phiếu ngược lại quyền lợi thì hỏng quá. Mà nhiều người ta bỏ phiếu hợp quyền lợi bởi họ không có hiểu biết. Và chúng ta thấy là ảnh hưởng của nó có gia tăng. Gia tăng là bởi thứ nhất là số người càng ngày càng đông. Thứ hai đó là cái sự hiểu biết của họ về chính trị Mỹ nó nhiều hơn và họ tham dự nhiều hơn. Thành ra do đó các ứng cử viên phải vận động họ. Ngay cả cuộc tổng cử tuyển thống đó thì họ cũng đóng một vai trò quan trọng, tương đối quan trọng hơn ngày xưa so với mình. Bởi vì đó là nếu muốn ảnh hưởng đó thì phải có hai điều kiện. Được, thứ nhất quan trọng nhất là phải có tổ chức đó. Tổ chức phải được đo bằng hai cái chuyện. Thứ nhất là cái số phiếu đi bầu, làm sao vận động được người ta đi bầu. Và thứ hai số tiền đóng góp. Ở những tuyển cử địa phương ấy, thì cái sức mạnh của lá phiếu của cộng đồng Việt Nam rất là quan trọng. Thế nên một câu hỏi riêng tư là trong cuộc bầu cử tổng thống lần này thì giáo sư chọn ai giữa ứng cử viên Mitt Romney hay là đương kim tổng thống Barack Obama? Tôi chọn ông Barack Obama. Thứ nhất là theo tôi thì ông Obama ông đã rút Mỹ ra khỏi hai cuộc xa lầy ở Iraq và Afghanistan. Và thứ hai về chính sách xã hội thì tôi thấy một nước Mỹ giàu như thế này đấy, không thể nào mà không giúp cho những người về vấn đề an sinh xã hội và vấn đề bảo hiểm y tế. Tôi nghĩ là cái chính sách của Cộng hòa nó ích kỷ quá, thì tôi không thích cái đó. Ngược lại có những hai con tôi thì nó bỏ phiếu cho ông Romney. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đối với người Việt Nam ở khu vực Virginia, vùng Maryland và Washington DC này thì có khoảng gần 100.000 người, và họ là những người cộng đồng thiểu số so với người Mỹ da trắng và người Mỹ da màu. Nhưng trong một cuộc bầu cử tổng thống mà những thành phần cộng đồng thiểu số có thể góp tiếng nói quyết định tới chiến thắng cho Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ, cho Mitt Romney hay ông Barack Obama, thì sự tham dự một cách tích cực của những cử tri người Mỹ gốc Việt ở khu vực này có thể tạo ra được một tiếng nói nhất định, và điều đó cũng là mong chờ của chính những cộng đồng người Việt ở đây. Họ mong muốn cộng đồng người Việt có một tiếng nói, có một vị trí tốt hơn trong đời sống xã hội và chính trị của Mỹ. Tuấn Đạt, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Mỹ. Ngày 2 tháng 11, Bộ trưởng An ninh Uganda Muruli Mukasa cho biết nước này sẽ thông báo với Liên Hợp Quốc về kế hoạch rút quân đội Uganda khỏi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Somali và một số điểm nóng khác trong khu vực. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Liên Hợp Quốc cáo buộc nước này đang hỗ trợ cho lực lượng phiến quân ở Congo. Bộ trưởng An ninh Uganda Muruli Mukasa tuyên bố quyết định rút quân đội nước này khỏi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc là không thể đảo ngược. Ông này cũng cho biết một quan chức chính phủ Uganda sẽ tới trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ để giải thích về quyết định trên. Những gì mà chúng tôi đề nghị với Liên Hợp Quốc và các tổ chức ở khu vực là chúng tôi sẽ rút quân khỏi Somali, Cộng hòa Trung Phi và Cộng hòa Dân chủ Congo để tập trung vào việc đảm bảo an ninh tại đất nước chúng tôi. Uganda đưa ra tuyên bố trên sau khi một báo cáo của Liên Hợp Quốc bị rò rỉ tháng trước có nội dung cáo buộc Uganda và Rwanda ủng hộ nhóm phiến quân M23 do tên Bosco Ntaganda chỉ huy. Ý định rút quân của chính phủ Uganda khỏi lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế có thể khiến hoạt động của lực lượng này tại châu Phi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì hiện quân đội Uganda đóng góp tới hơn 1/3 trên tổng số 17.600 lính gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đang hoạt động ở những điểm nóng ở châu Phi. Đặc biệt là ở Somali, nơi lực lượng phiến quân Hồi giáo Al-Shabaab có mối liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đang hoành hành tại đây, trong khi quân đội chính phủ Somali lại chưa đủ mạnh để chấn áp nhóm phiến quân này, cũng như có thể tự đảm bảo an ninh tại quốc gia vốn nhiều bất ổn này.
Tối 2 tháng 11, cuộc thi Nữ hoàng chuyển giới quốc tế năm 2012 được tổ chức tại nhà hát Tiffany, thành phố du lịch nổi tiếng của Pattaya của Thái Lan đã kết thúc tốt đẹp bằng giây phút đăng quang của người đẹp đến từ đất nước Philippines. Kevin Balot, 21 tuổi, hoa hậu chuyển giới Philippines, là người đã giành chiếc vương miện nữ hoàng danh giá sau khi cô xuất sắc vượt qua 21 người đẹp đến từ 15 quốc gia trên thế giới. Với việc trả lời lưu loát và tự tin trong phần thi ứng xử, Balot đã giành được thiện cảm của ban giám khảo khi cô lọt vào top 10 người đẹp nhất của cuộc thi này. Chúng tôi thật sự đã ấn tượng với cô ấy ngay từ vòng thi đầu tiên. Cô ấy rất đáng yêu và cá tính. Đặc biệt, cách cô ấy trả lời các câu hỏi rất thông minh. Balot cho biết đây là lần đầu tiên cô tham gia một cuộc thi sắc đẹp quốc tế, nơi tạo cơ hội để những người chuyển giới phô diễn những nét đẹp tiềm ẩn của mình. Tôi rất vui khi lần đầu có mặt ở đây. Tôi hy vọng cha tôi sẽ chấp nhận giới tính hiện nay của tôi vì ông đã kỳ vọng ở tôi rất nhiều. Tôi đã trở thành một hoa hậu quốc tế và tôi tin cha tôi sẽ nhìn nhận tôi như một người con gái của mình. Hoa hậu Philippines cũng bày tỏ mong muốn được tới châu Âu trong một ngày không xa và đại diện cho đất nước Philippines giới thiệu với thế giới vẻ đẹp đầy tự hào của những người chuyển giới. Trở thành nữ hoàng của cuộc thi, phần thưởng dành cho người đẹp Philippines là 10.000 đô la Mỹ, vương miện kim cương và nhiều món quà giá trị khác. Danh hiệu Á hậu của cuộc thi thuộc về hai người đẹp là Jessica Simoes đến từ Brazil và Panvilat Mongkol đến từ Thái Lan. Năm 2011, Thái Lan là quốc gia chiến thắng trong cuộc thi này. Bản tin thời sự tổng hợp xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của truyền hình thông tấn.